Xin chào tất cả các chị nhá. Chào mừng các chị đã đến với Bwin chuyên quần áo gia đình và quần áo thời trang đây ạ. Các chị ơi, mình vào chơi mi game với em nha, để được mua cái set váy em đang mặc với giá là 29.000 ạ. Set váy em đang mặc là em đang bán với giá 29.000 các chị nhá. Set váy body mọi người ạ, gồm áo crop top và chân váy ôm nhá. Mọi người ơi, mọi người comment cho em đi ạ, 29k để được mua cái set váy em đang mặc với giá là 29.000 nhá. Set váy em đang mặc em chỉ bán với giá là 29.000 thời điểm bây giờ thôi, nên là mọi người phải comment cho em là 29k kèm màu và chia sẻ cho em nhé mọi người nhá. Vâng, ok, chào Tân Ngố, chào Nguyễn Duy Ngọc, chào Quyên Trần ạ. Chào tất cả mọi người luôn. Mẫu này 58 cân quay đầu mặc vừa mọi người nhá. Mọi người comment cho em đi ạ, 29k kèm màu và chia sẻ cho em mọi người nhá. 29k một set thôi ạ. Ai muốn mua set váy này với giá là 29.000 thì comment cho em là 29k kèm màu và chia sẻ cho em nhá. Màu em đang mặc là màu vàng mọi người ạ. Màu em đang mặc là màu vàng nhá mọi người nhá. Màu vàng tươi, không, đây là màu vàng chanh nhá. 29k thôi ạ. Comment cho em là 29k kèm màu và chia sẻ cho em mọi người nhá. Ok chị luôn, trả hẳn 30k cũng được. Mọi người vào comment cho em đi ạ. 29k kèm màu và chia sẻ cho em mọi người nhá. Quan trọng là mọi người phải chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ nhớ là để ở cái chế độ công khai giúp em, để em có thể nhìn thấy được mọi người chia sẻ thì em mới bán được với giá 29k nhá mọi người nhá. Em sẽ bán váy với giá 29k cho những chị nào là người chơi mi game ạ. Đây ạ. Màu có màu, đây là màu hồng nhá mọi người nhá. Đây là màu hồng da này, màu em đang mặc là màu vàng nhá. Có những màu gì có rất là nhiều màu luôn mọi người ạ. Comment cho em đi ạ, 29k kèm màu và chia sẻ cho em mọi người ạ. 29k kèm màu và chia sẻ cho em ạ. Có đen luôn. Có đen này, có cam này, có xanh rêu. Đây nhá, đây là màu xanh rêu đấy ạ. Mọi người bắt đầu comment cho em là 29k kèm màu và chia sẻ cho em ạ. Lấy áo đang mặc, các chị ơi, lấy áo đang mặc thì mọi người phải comment theo đúng cú pháp giúp em là 29k và chia sẻ cho em ạ. Chia sẻ nhá, mỗi người phải chia sẻ ít nhất là 5 lần ạ. Ít nhất là 5 lần cho em nhá. Trên 5 lần, từ 5 lần trở lên thì sẽ được mua hàng với giá là 29.000 đấy ạ. Thì mọi người phải vào nhanh tay giúp em nhá. Comment cho em là 29k kèm màu ạ. 29k kèm màu mọi người nhá. 29k kèm màu và quay ra chia sẻ cho em đi ạ. Nhớ là để ở cái chế độ công khai giúp em thì em mới có thể nhìn thấy mọi người chia sẻ, thì em mới bán với giá là 29.000 cho các chị được nhá. 29k nào mọi người ơi. Chỉ có giá là 29k một set thôi nhá. Váy xinh, ok, cảm ơn Nguyễn Phát nhá. 29k thôi ạ, mọi người comment cho em là 29k kèm màu và chia sẻ cho em. Cả một set em đang mặc chỉ có giá là 29.000 thôi. Màu em đang mặc là màu vàng, còn đằng sau là màu xanh rêu. Rất là nhiều màu xinh ạ, 58 cân quay đầu mặc vừa, ôm body co giãn nhá mọi người nhá. Váy ôm body co giãn 58 cân quay đầu mặc vừa đấy ạ. 58 cân quay đầu mặc vừa mọi người nhá. Rồi ok, bình thường giá bao nhiêu ạ? Chị ơi, bây giờ em đang bán với giá là 29.000 đây. Chị nào muốn mua giá 29.000 thì phải nhanh tay ạ. Nhanh tay nhá mọi người nhá. 29k một set thôi. Đây có màu đen đấy ạ. Màu em đang mặc là màu vàng nhá. Đây là màu cam này, màu hồng da này. Mọi người comment nhanh tay giúp em ạ. 29k kèm màu và chia sẻ cho em nha. Ít nhất là 5 lần. Ít nhất là 5 lần ạ. Từ 5 lần trở lên thì sẽ được mua hàng với giá là 29.000 nha. Đang bán cái set này với giá là 29k đây, nên mọi người phải nhanh tay đi ạ. Rồi ok chị Nông Thị Liên này, ok Nguyễn Thục Quyên này, ok chị Cún Yêu này, mọi người ơi comment cho em đi ạ. 29k kèm màu và chia sẻ cho em mọi người nhá. 29k kèm màu và chia sẻ cho em. Đây là vải cốt tông co giãn thấm hút mồ hôi, 58 cân quay đầu mặc vừa mọi người nhá. 58 cân quay đầu mặc vừa và rất là nhiều màu này. Đây là màu hồng da này, màu cam này, màu đen này, ok Trần Quỳnh Chi này, rồi ok Heo Ngốc này, ok tất cả mọi người luôn ạ. Comment cho em đi ạ. 29k kèm màu và chia sẻ cho em mọi người nhá. Set váy em đang mặc rất là xinh luôn. Rất là xinh ạ, 58 cân quay đầu mặc vừa. Đẹp đấy, giá thế nào em ơi? 29k thôi, em đang bán với giá 29k cho các chị đây. Chia sẻ vào nhóm được không? Chia sẻ vào nhóm nhá, ưu tiên những người nào chia sẻ vào nhóm ạ. Chia sẻ, ưu tiên tất cả các chị chia sẻ vào nhóm nhá mọi người nhá. Chỉ cần chia sẻ trên trang cá nhân của mình một lần thôi là đủ rồi. Không cần phải chia sẻ nhiều trên trang cá nhân của mình đâu. Mất công xóa nhiều thôi mọi người nhá. Mọi người mọi người hãy nên chia sẻ vào trong nhóm giúp em, để chia sẻ trong trang cá nhân thì mình phải chia, mình đến lúc mình không thích nữa thì mình xóa đi, nó mất công ra. Mình chỉ cần chia sẻ 1 đến 2 lần trên trang cá nhân là đủ nhá mọi người nhá. Chia sẻ rồi đấy, ok Khánh Nam này, ok Hiếu Xuân ạ, ok Nguyễn Phát này. Mọi người ơi comment cho em nhá, 29k kèm màu và chia sẻ cho em mọi người nhá. Set váy em đang mặc em đang bán với giá là 29.000 thôi ạ. Đây là set màu, đây là màu vàng mọi người nhá. Màu vàng này mặc cực kỳ ôm dáng và tôn dáng luôn.
58 cân quay đầu mà vừa kể cả béo bụng cũng có thể che được cái vùng bụng này. Đây, vùng bụng này cũng có thể che được nhá mọi người nhá. Béo bụng cũng có thể mặc được luôn, cái mẫu này càng mập mập càng mặc càng xinh á. Chia sẻ trong nhóm rồi, ok. Cảm ơn Nguyễn Phát nhá, vàng nha chị. Ok, ai lấy màu nào comment cho em màu đấy đi ạ. Mọi người comment cho em là 29K kèm màu. Đấy, mọi người thích màu nào mọi người comment cho em màu đấy. Màu canh mặc đây là màu xanh rêu mọi người nhá. Đây, váy này xẻ một bên này. Màu canh đang mặc là màu xanh rêu. Màu em đang mặc là màu vàng. Đây có màu hồng này, hồng da này. Màu cam đất, đây là màu cam đất nhá mọi người nhá. Đây là màu đen này. 29K thôi ạ, comment cho em là 29K kèm màu và chia sẻ cho em đi. Nhớ là mọi người phải để ở cái chế độ công khai giúp em nhá. Xem hẳn dáng đằng sau. Chị ơi đây nhá, dáng đằng sau đây. Đấy, nó ôm dáng vào người thôi, như là body thôi. Nhưng mà đây là set rời nhá chị nhá. Set váy rời này, gồm áo riêng nhá, áo riêng này, áo crop top riêng này, chân váy dài này. Đấy, mọi người mặc rất là xinh, mọi người có thể kết hợp với áo, mọi người có thể mặc với quần legging cũng được. Hoặc là chân váy mọi người có thể mặc với cái khác cũng được. 29K, ai lấy màu nào nhanh tay cho em đi ạ. Màu em đang mặc là màu vàng nhá mọi người nhá. Nhớ đây là màu vàng đấy ạ. Hồng da ok, đấy hồng da rất là xinh. Hồng da cực kỳ nhẹ nhàng và cực kỳ tôn da. Màu nào cũng mặc cũng tôn da luôn mọi người ạ. Ok rồi này, đã chia sẻ rồi. Ok Thúy Mùi, ok Sen Hồng Nguyễn, ok Hương Tây, ok Trịnh Ngô này, ok Huyền My này. Rồi mọi người ơi, comment cho em đi, chia sẻ cho em lên đến 1.000 người xem đi ạ. Hoa Hướng Dương, bao nhiêu tiền chị ơi? Thời điểm bây giờ là em đang bán với giá là 29.000 đấy ạ. 29.000 đây, set váy 29k thôi trong ngày hôm nay thôi ạ. Thấy chị không anh, thấy chị Hương Hoàng Thiên nhá. Ok đã sale rồi. Ok Trịnh Triệu Chân, ok chị này. Mọi người ơi, bây giờ chưa cần kèm số điện thoại, chưa cần kèm địa chỉ đâu. Thời điểm bây giờ là em chỉ cần các chị comment theo đúng cú pháp giúp em là 29k kèm màu và chia sẻ cho em thôi là được rồi. Chia sẻ ít nhất là 5 lần các chị nhá, ít nhất là 5 lần cho em. Mình chia sẻ rồi nhé. Ok Hưng Hà này, màu da, đây là màu hồng da mọi người nhá. Màu hồng da là cái màu mặc rất là đẹp và nhà em bán rất là chạy cái màu này luôn. Cái màu này nhà em bán phải đến 1.000 chiếc rồi các chị ạ. Tại vì màu này rất xinh luôn. Màu này mặc lên cực kỳ là tôn da. Rồi ok, những người da ngăm ngăm đen mặc màu em đang mặc và mặc cái màu này cực kỳ là tôn da luôn. Còn chị nào mà mập mập một chút thì mình có thể mặc sang màu đen. Đấy, được chưa ạ? Ok, đã chia sẻ này, Mai Anh Thơ ok này. 29k một set thôi mọi người ơi nha. Comment cho em là 29k kèm màu và chia sẻ cho em nhá. 29k kèm màu và chia sẻ cho em mọi người nhá. Set váy này rất là xinh. 29k một set thôi ạ. Mọi người comment nhanh tay giúp em nhá. Ok, em thấy chị Thanh Huyền này, em thấy chị Mai Anh Thơ, em thấy Nhung Mèo này. Ok, comment cho em là 29k kèm màu và chia sẻ cho em mọi người nhá. Đây, xẻ một bên nhá, váy này xẻ một bên đấy ạ. Rồi, chào chị Tơ Đặng này, chào chị Thu Nguyễn này. Ok mọi người ơi, 29k một set rất là xinh đúng không ạ? Đây là màu vàng nhá mọi người nhá. Nếu mà mọi người không ngại mặc cái màu vàng này thì mặc cái màu vàng này cực kỳ tôn da luôn. Đấy, em rất là thích. Giá thì chỉ có 29.000 thôi, điểm bây giờ em đang bán với giá 29.000. Các chị nào mà săn được nhanh thì nhanh tay cho em đi ạ. 29k kèm màu và chia sẻ cho em rồi. Chào Nguyễn Hà nhá. Ok, chị Nguyễn Minh Anh đã chia sẻ này. 29k comment cho em là 29k kèm màu nhá. Đây là màu hồng da rất là xinh đúng không ạ? Hồng da rất là xinh này, màu đen cũng rất là xinh này, màu cam cũng rất là xinh. Chỉ có giá là 29.000 thôi nên các chị phải nhanh tay nhá. 29k chỉ dành cho những chị nào mà chia sẻ cho em thôi. Chia sẻ ít nhất là 5 lần cho em ạ. Chia sẻ ít nhất là 5 lần nhá. Rồi được chưa ạ? Cái váy chị đang mặc bao nhiêu? Váy em đang mặc thời điểm bây giờ là em đang bán với giá là 29.000 đây ạ. Thời điểm bây giờ là em đang bán với giá là 29.000 đây. Chị nào muốn mua thì nhanh tay cho em nhá. 29k kèm màu đây. Dáng canh mặc đây là màu xanh rêu á chị nhá. Đây là màu xanh rêu đây, còn đây màu em đang mặc là màu vàng. Màu vàng, màu xanh rêu. Màu vàng này, xanh rêu này, đen này, cam này, hồng da này. 29k thôi ạ, mình phải nhanh tay nha các chị nhá. Rồi ok, em đã thấy các chị rồi đấy. Các chị cho em độ tầm khoảng 1 phút nhá. 1 phút để nhân viên kỹ thuật bên em gửi link chị mà chúng mini game sang đây để em sẽ đọc tên ngay bây giờ đấy ạ. 29k thôi, em bán với giá là 29k thôi ạ. 29k kèm màu giúp em nha. Ok, chào Huyền Lê ạ. Rồi, chào chị Nguyễn Lan này, em thấy chị nhá. Comment cho em là 29k kèm màu và chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người thấy, mọi người mặc thấy lên dáng có xinh không ạ? Mặc rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Rất là đẹp, không hề hở một tí nào luôn mọi người ạ. Mặc rất là sang chảnh luôn, kể cả mình đi làm cũng được hay là mình đi chơi cũng mặc cũng rất là ok luôn đấy ạ. Cái này mình mặc kể cả mình đi biển, sắp đến mùa hè đúng không? Mình mặc đi biển cũng rất là đẹp. Rồi ok rồi Nguyễn, ok Nguyễn Tiên Thúy này, ok chị dễ thương này, ok Ngọc Trinh, ok Huyền Trang. Mọi người ơi,
Ok, đợi em một tí nhá. Bạn ấy sẽ gửi link người chúng mini game ở đây và sau đó em sẽ cho các chị xem nick Facebook của người đấy luôn mọi người nhá. Đọc đến tên ai trúng thì là người đấy ăn luôn. Ok chưa ạ? Huyền Trang, ok mọi người ơi, nhớ là ai trúng được được chọn màu mọi người nhá. Ai trúng thì được chọn màu luôn nhá. Ok rồi. 29k kèm màu giúp em nhá. 29k kèm màu nào mọi người ơi. Chỉ có 29.000 một set thôi, rất là xinh ạ. 29.000 thôi mọi người nhá. Xinh cực xinh luôn. Cái này vừa mặc đi làm được, vừa mặc đi chơi được, tôn dáng cực kỳ, kể cả 1m50 mặc được luôn. Em thì chỉ cao 1m6 là 48 cân thôi nhá mọi người nhá. 1m6 là 48 cân, bụng em cũng hơi to đấy các chị ạ. Bụng em nhá, không phải nhỏ đâu mà nó cũng hơi không khá là to đấy. Chia sẻ rồi nhé. Ok này. Ok Dương Hương, ok chị Hương Dương này. Rồi em đi, ok chị luôn. Ai chia sẻ sẽ được luôn ạ. Đây đọc tên người đầu tiên luôn nhá. Rồi, người đầu tiên có nick Facebook. Đây, đợi em một tí để em loát ra nick Facebook chị này đã. 29k nhá, comment cho em là 29k kèm màu. Đấy, ai muốn màu nào cứ cứ comment màu đấy giúp em thì sau khi đó được tặng thì sẽ được lấy màu đấy luôn. 29k kèm màu mọi người nhá. Ok, có set rồi không chị ơi? Đây là set rồi mà. Đây là set rồi nhá mọi người nhá. Set váy này là set rồi mà. Đây nhá mọi người nhá. Có áo riêng này, chân váy riêng nhá mọi người nhá. Đây set rồi luôn. Áo riêng.
ở 208 Trần Cung Hà Nội các chị nhá. Các chị đặt hàng comment giúp em này. B102 này, kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Đây rất là đẹp này. Đây là màu vàng nghệ này. Em đang mặc là màu hồng phấn này. Ngoài ra có màu hồng da này, màu đen và màu vàng chanh các chị nhá. À, chị Thương Thu Ban ơi, giá của nó 150.000 các chị ạ. 150.000 các chị gái nhá. 150.000 các chị nhá. 150.000 đấy ạ. Xét váy này là 150.000 cho các chị nhá. Ok chị Mèo Mai nha, em chốt đơn chị Mèo Mai ạ, chị Vân Kiều em chốt đơn cho chị nha. Em chốt đơn cho chị Vân Kiều nha, rất là đẹp luôn này các chị này, rất là đẹp các chị gái nhá. Ok em chốt đơn cho chị Hà Tê Thủy á. Em chốt đơn tất cả các chị này, ok ạ. Giá bao nhiêu về chị Huỳnh Như ơi, giá của nó là 150.000 nha. B102 150.000 chị gái nhá. Các chị ơi mình cắp lên đầy đủ giúp em này, B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Ok em chốt đơn cho chị Thiên Di ạ. Màu gì nhiều chị ạ? Màu này, chị Đào Lụa ơi, màu nó mặc là màu hồng phấn này. Đây là màu vàng nghệ nha, còn ngoài ra có màu đen này, màu vàng tươi này chị nhá. Ok chị Chuyển Ly nhá, em cho đơn chị Chuyển Ly này. Ok chị Dương Giang, chị đã cho em xin địa chỉ rồi, có comment mã màu chưa ạ? Nếu mà chưa comment thì comment giúp em này. Chị Ngọc Lan. Ok chị Ngọc Lan ơi, có gì chị khiếu lại trên hotline chị nhá. Đây ạ, B102 này giá là 150.000 cả set váy luôn, rất mặc rất là xinh cho chị gái nhá. Ok chưa?
da đi chị, màu hồng da thì đã có đây mẫu trên kia mặc rồi. Đây màu hồng da thì màu đó trầm hơn một chút so với cái hồng phấn này chị nhá. Giá của nó là 150.000 ạ, 60 kg mặc vừa đấy. Ok, chốt đơn cho chị ạ. Ước đặng thì ước nhá. Bao nhiêu vậy chị bánh bèo ơi? Giá của nó là 150.000 chị nhá, 150.000 cả set. Ok, chốt đơn cho chị Hiền Vũ nhá. Đây rất là đẹp luôn này, rất là đẹp luôn nhá. 150.000 cả set này, mã là B102 các chị ạ. B102 này. Ok, chốt đơn cho chị Hương Nguyễn nhá. Các chị ạ, comment đầy đủ B102 này kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Rất là đẹp luôn ạ. 45 kg mặc quá đẹp chị Ngọc Hằng ơi, 45 kg khỏi đắn tăn đi ạ. Em nặng 47 kg, cao 1m57, mặc size gì chị ơi? Mặc cái này phở đi size chị nhá, chị mặc đẹp chị bích lạng nhá. Chị Thanh Trúc em chốt cho chị rồi đấy ạ. Chị ơi em gửi địa chỉ sao không thấy chốt cho em. Chị Hoài Tuệ.
Chị Lệ Quyên ơi, ship về Vinh phí có 30.000 thôi, ok chưa chị nhá. Nguyễn nhá, chị Bùi Anh ơi, kèm cho em địa chỉ đi ạ. Các chị lưu ý nhá, phải comment đầy đủ này, mã là B1 này, 2 này, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Có mấy màu vàng chị ơi? Có hai màu vàng ạ. Đó là màu vàng chanh và màu vàng nghệ chị gái nhá. Chị Hương Trung Su Su ơi, thêm địa chỉ giúp em này, 40 kg.
Hoàng nghệ này, màu vàng là chanh này, màu đen này, màu cam nhá các chị nhá. Ok chị Phương Thắng ơi, màu đen đây, em cần cho chị màu đen nên em cho chị rồi mà. Đây ạ, màu đen đi ạ. Màu đen lên cho chị Lưu Hồng Anh nha, màu đen nha chị nhá. Đây màu đen gặp trên tay rất là đẹp luôn, màu đen này màu rất là dễ mặc nhá. Giá của nó là 150.000 ạ, mã là B102 các chị gái nhá. Váy xanh sau canh mặc bao nhiêu? Váy xanh sau cũng giống như cái váy của em ấy, mã là B102, giá chỉ có 150 thôi chị nhá. Ok chị Thúy ơi, bây giờ đúng rồi các chị, xét váy rời mặc rất là xinh ạ. Xét váy rời mặc rất là xinh các chị gái này. Chị bé Thu Thủy ơi đây ạ, rất là xinh này, đây chị cả một set luôn nhá. Bao nhiêu ký mặc vừa ạ? Hương Lê ơi, bao nhiêu ký mặc vừa? 60kg quay đầu mặc vừa chị gái nhá. Chất cốt tông chị nhá, đây ạ, em lại gần cho chị xem này, 65kg không vừa rồi, chỉ 60kg quay đầu trở lại là vừa thôi. Chị Hiền Lê nhá, chút cho chị Hiền Lê đấy, các chị cứ comment này đủ cho em này, mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá, để em chốt đơn cho các chị này. Ngọc Hương Lê ơi, nhiêu ký là vừa, 60kg quay đầu là mặc vừa nha chị nhá. Đây ạ, mẫu rất là đẹp luôn này, rất là đẹp luôn các chị nhá. Mặc rất là xinh này, mặc rất là xinh này, đây ạ. Vòng nào ra vòng đấy luôn ạ, bao nhiêu một bộ, giá 150.000 các chị nhá, 150.000 một bộ này. Mã là B102 các chị ạ, B102 nhá. Nhi Nhi không phải phải thun, đây ạ, rất là đẹp luôn các chị này. Giá là một bao nhiêu một bộ vậy em, các chị ơi, giá 150.000 này, mã là B102 nhá. Các chị đặt hàng comment đầy đủ mã, màu, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Ok cho chị Mỹ Lệ mà. Có những màu gì ạ? Có màu cam này, có màu cam này, màu đen này, màu vàng nghệ và màu chanh chanh các chị nhá. Các chị đặt hàng các chị comment đầy đủ giúp em này, B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Vải gì thì chị Nhi Nhi ơi. Ok chị Ngô Thắm nhá, cho chị Ngô Thắm ạ. Mai Lạc ơi, có miễn ship không chị ơi? Mua 2 sản phẩm trở lên được miễn phí ship nha chị nhá. Mua 2 sản phẩm trở lên được miễn phí ship ạ. Giá của nó là 150.000 nha, một bộ nha chị nha, một set này. Ok cho đây cho chị Hiền Sushi nhá. Đây là chất liệu này, em lại gần cho chị xem chất này. Đây là chất rất là dày dặn các chị này. Huyền Huỳnh ơi, em có chốt cho chị rồi mà. Ok em chốt cho chị ở Hoài Biên nhá các chị nhá. Lấy nhiều thì giá bao nhiêu, lấy nhiều thì các chị gọi đến hotline các chị nhá, sẽ có giá xỉ ạ. Nguyễn Lan ơi, ok cho chị Nguyễn Lan nhá. Em cho chị Nguyễn Lan ạ, giá là 150.000 cả set thôi chị nhá. Mã là B102, địa chỉ Hồ Chí Minh. Khoảng đến 3-4 ngày có hàng, Hồ Chí Minh thì 3-4 ngày có hàng ạ. Em chốt luôn cho chị Bế Thu Thủy rồi nhá. Bao nhiêu vậy, 150.000 một set thôi các chị ạ, mặc rất là xinh luôn. 150.000 một set mà rất là xinh nhá. Sốt em ở Hà Nội nhá, bộ này là một set này giá là 150.000 ạ. Đúng rồi, được xem hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán sau các chị nha. Cho mình chưa, Thúy biết Euro Ruby em cho chị rồi mà. Comment giúp em này. Chị nào đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng giúp em này, comment giúp em nhá. B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. 150.000 chưa ship chị ơi, ship ngoại thành là 30.000, nhưng có ship nội thành Hà Nội là 20.000 các chị gái nhá. Em ở Hà Nội chị ơi, giá là 150.000 là B102 này, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Nga Lê, tiền ship ngoại thành là 30.000, ship nội thành là 20.000 chị nhá. Ship Yên Bái 30.000 các chị ơi, bộ này một set của nó là 150.000 ạ. 150.000 một set nhá các chị nhá. B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em này. Chị ước đặng thì ước, ok cho đơn chị ước đặng thì ước nhá. Váy cách đang mặc bao nhiêu tiền, váy cách này đang mặc giá là 180.000, mã là B100 ạ. Chị Hoàng Thanh Thủy ơi, em chốt đơn chị rồi mà chị ơi, mã là B102 nhá, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em, đây là tất cả các màu của nó này. Rất là đẹp luôn chị nhá. Rất là đẹp luôn chị này, đây ạ. Rất là đẹp luôn nha các chị nhá. Nhận hàng được kiểm tra hàng cho chị ơi, hệ thống Messenger nhận hàng để kiểm tra hàng mà. Thúy Bero Ruby ok các chị nhá. Đây ạ, rất là đẹp luôn này, rất là đẹp luôn ạ. Chị Linh Nguyễn ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Các chị ơi, mình comment này đủ giúp em này. Mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Các chị thiếu địa chỉ rồi, thiếu có địa chỉ thì em mới gửi hàng cho các chị được nha. Có size lớn không? For size chị ơi, 60kg quay đầu là chị em mình đã mặc đẹp rồi á. Phạm Lấy Quyên ơi, bao nhiêu vậy? Giá là 150.000 nha. Ok, nhớ gửi, ok gửi cho chị nha, gửi cho chị nhá. Cho chị chưa?
Giọt buồn không tên thôi chị ơi, thì campaign này đủ này, mã này, màu, số điện thoại và địa chỉ cho em là em tự động em chốt đơn cho chị nha. Rất là đẹp luôn ạ, rất là đẹp luôn này. Đây ạ, B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em này. Các chị nha, rất là đẹp bạn, địa chỉ vào ok chị nha, địa chỉ và tin nhắn cũng được. Các chị nhanh tay, chị nào mua hàng nhanh tay đặt hàng campaign giúp em này. B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Em 64kg có mặc được không ạ? Còn váy khác không ạ? Chỉ có hôm nay em sẽ bán mẫu này chị nhá. Giá của nó là 150.000 một set thì các chị này, 150.000 ạ. Ok chị Đặng Lê nha, B102. Ok cho đơn chị Linh Nguyễn, em ở Hà Nội chị nhá, em ở Hà Nội các chị ạ. Rất là đẹp luôn các chị ạ, set này rất là đẹp luôn các chị gái nhá. Chị nào đặt hàng này comment giúp em này, mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em này. Mã là B102 này, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em các chị gái nhá. Set này rất là dễ mặc thôi, rất là dễ mặc, hầu như là ai cũng mặc được các chị ạ. Ok chị Hương Trung Su Su nha, em chắc là chị Hương Trung Su Su rồi đấy ạ. Các chị ơi comment giúp em này, B102 này, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Ok chị muốn hưởng nha, em chắc là chị muốn hưởng rồi đấy ạ. Rất là đẹp này, các chị comment giúp em mã, màu, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. 6263 khí không vừa chị nha, dưới 60kg quay đầu chị em mình mặc với vừa chị ạ. Bộ này bao tiền vậy Thu Phạm ơi, bộ này giá của nó là 150.000 cả set luôn. Cả set là 150.000, mã là B102 chị nhá. 43kg mặc rất là đẹp chị Mai Lê ơi, 43kg mặc đẹp chị nhá, mã của nó là B102 ạ. Các chị comment này đủ giúp em này, B102 này, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Ok chị Huyền Trang ạ. Các chị nhá, B102 kèm màu, kèm số điện thoại chỉ giúp. Ok, chứ thôi chị giọt buồn không tên nhá. Có dạng váy công chúa không? Không chị ơi, nhà em không có dạng váy công chúa. B102 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em này. Giá là 150.000 một set chị nhá. 150.000 một set ạ. Ok, chị Lưu Thị Miên nhá, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em này. 53kg vừa chị nhá, 53kg 1m60 cũng rất là vừa các chị ạ. Giá của nó 150.000 một set chị nhá. Có màu da à chị ạ? Đúng rồi, có màu hồng da chị nha, màu hồng da giá cũng là 150.000 ạ. Mã là B102 nhá. Cho mình xem lại màu ok chị này. Cho chị xem lại màu nhá. Đây là màu cam này. Đây là màu đen này. Màu vàng nghệ và vàng chanh nhá. Dưới 60kg mặc vừa chị gái nhá. Dưới 60kg là mặc vừa các chị ạ. Mã của nó là B102 các chị nhá. B102 để dưới 60kg mặc vừa chị nhá. Rất là đẹp luôn này, rất là đẹp luôn các chị nhá. Có những màu gì chị Mai Lê ơi, có màu vàng chanh này, màu vàng nghệ này, màu cam, màu đen và màu hồng phấn chị nhá. Mã là B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Áo chị mặc size bao nhiêu đẹp quá? Áo này free size chị ơi, váy này free size cả set luôn nhá. Dưới 60kg quay đầu là chị em mình đã mặc rất là đẹp rồi ạ. Ok, chào Quỳnh Mai nhá. Các chị đặt hàng, nhanh tay đặt hàng này, comment giúp em này. Mã này B102 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Đây rất là đẹp luôn này, cái chị này rất là đẹp luôn ạ. Mua 2 sản phẩm được free ship các chị nhá. Mua 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship đấy ạ. Có màu khác nữa không chị? Chị ơi, chị Châu Ma ơi, có màu khác mà, có màu khác mà chị ơi. Đây ạ, màu này đây ạ. Tất cả các màu cầm trên tay đây. Màu cam này, màu đen này, màu vàng này, màu vàng nghệ chị nhá. Các chị
được vì nó là free size mà chỉ nó co giãn này, nó sẽ ôm theo form người mình nha. Nó co giãn nó sẽ ôm theo form người mình nha. Đúng rồi chị ơi, set này là set rời chị nha. Đây nha, có thể mà ấy lên này, có thể mặc cái áo này với cái legging cũng được, quần legging cũng được chị nha. Áo đằng sau giá 180.000, mã là B100 ạ. Chị Nguyễn Hạnh ơi, chị mặc đẹp chị nha, giá như thế mặc đẹp luôn chị ạ. Đây ạ, váy body co giãn mà chị ơi. Chị Hồng Hoàng ơi, B1 này hai màu đen kèm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ giúp em với chị nhá. Chị nào đặt hàng ấy thì nhanh tay comment giúp em này, mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhé các chị nhá. Đây ạ, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ giúp em này. 1,5 m mặc được không bạn? Chị Hành Đỗ ơi, 1,5 m mặc cũng rất là đẹp các chị ạ. Mặc rất là đẹp mà nói chị nó có giãn mà. Đây Quỳnh Lê, em lại gửi cho chị xem chất liệu nhá. Đây là chất rất là đẹp luôn các chị này, chất rất là đẹp luôn. Mã là B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đây ạ, giá 150.000 một set chị nhá. B102 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Có màu khác không chị ạ? Có màu khác chị nhá. Đây là màu hồng phấn này, có màu vàng nghệ này, màu vàng chanh này, màu cam, màu đen chị nhá. Hồng, màu nào cũng đẹp chị Hương Trần ấy, tùy sở thích của mình thôi chị ạ. Chị thích màu nào cũng được. Ok chị Tâm Candy nha, lấy màu hồng phấn à. Các chị ơi, chị nào đặt hàng này nhanh tay comment giúp em này. Mã B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Có mấy màu em ạ, à? Nguyễn Hạnh ơi, có 5-6 màu cơ. Màu gel này, màu hồng phấn nên là mặc này, màu hồng da này, màu cam này, màu vàng này, màu đen chị nhá. Ok chị Hạnh Phúc mà nói, Hạnh Phúc nói nhớ cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ đi ạ. Ok chị Nguyễn Hạnh ơi, lấy màu cam và comment giúp em này. B102 này, màu cam này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Mình comment này đủ này, mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Đây B102 này. Em ơi, bộ em đang mặc cao 1m6 đang 60. Mặc được chị Lan Đỗ ơi. Màu cam cầm tay cho chị xem thôi chứ màu cam em không mặc được ấy. Bây giờ em không mặc được nhá, có mình em mặc thì lấy ai nói chuyện với các chị à? Đúng không ạ? B102 này kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Đây màu cam rất là dễ mặc, rất là nổi da các chị này. Nó không bị chìm da, nó rất là nổi da, cái màu cam này rất là dễ mặc luôn. Mã là B102 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em này các chị nhá. Các chị comment đầy đủ giúp em này, mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em này. Hồng Ninh Tre ơi, cho em xin thêm comment là B102 kèm địa chỉ đi ạ. B102 kèm địa chỉ nhá. Ok chị Nguyễn Hạnh ơi, comment giúp em là B102 này, cam này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Chị Hạnh Đỗ ơi, cho mình lấy hai bộ để comment giúp em này. B102 này, màu để số điện thoại để chỉ giúp em nhá. Đây ạ, màu nặng rất đẹp cho chị này. B102 này, kèm màu, kèm số điện thoại để chỉ giúp em nhá. Có màu đen chị ơi, có màu đen chị nhá. Có màu đen, mã là B102, giá 150.000 một set các chị nhá. 150.000 một set các chị ạ, đây rất là đẹp luôn này. Phương Đi Phong ơi, còn là còn anh nhá, anh đặt hàng comment giúp em B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Năm kỷ niệm xưa 59kg cao 1m, 58 mặc vừa chị kỷ niệm xưa ơi, mã nó là B102 nhá. Các chị đặt hàng ấy, comment giúp em này, B102 này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Phạm Cúc ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Chị Phạm Cúc ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi. Đây B102 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em này. Chị Phương Nguyên ơi, 1m52, 53kg mặc vừa không ạ chị ơi? Chị mặc vừa chị nhá. Chị mặc vừa các chị ơi. Bảo Nhung ơi, cho em xin màu và địa chỉ đi ạ. Các chị toàn thiếu địa chỉ thôi, giúp em này. Comment để đủ giúp em này, mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Ok chào chị ạ. Xuân Phan ơi, chị mặc đẹp mà chị ơi, chị mặc rất là đẹp luôn. Comment để đủ giúp em này, mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Ok em chút thôi chị ạ. Hồng Hoàng nha, các chị ơi mình comment đầy đủ mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Để em chốt đơn cho các chị này, mình ok chốt đơn chị Nguyễn Hạnh nha. Đây em lại gần cho chị này, 42kg mặc vừa. Ok chị Nguyễn Hạnh nha, chốt đơn chị Nguyễn Hạnh nha. Các chị ơi, các chị đặt hàng đi ạ, comment đầy đủ mã, màu, số điện thoại. Ca may hồng phấn đẹp hơn à? Phạm Cúc ơi, màu nào cũng đẹp nhá, nhưng mà em đang mặc màu hồng phấn đấy chị ạ. Em đang mặc màu hồng phấn chị gái nhá. Em đang mặc màu hồng phấn chị nhá. Màu cam cũng đẹp, nếu mà chị thích mà nó dịu dịu một tí ấy thì mình có thể mặc màu hồng phấn như em. Còn thích mà nó nổi bật một chút ấy thì chị có thể mặc màu cam nhá. Ok chị kỷ niệm xưa ơi, cho em xin thêm số điện thoại về địa chỉ đi ạ. Chị Mai Lê ơi, cho em xin thêm số điện thoại về địa chỉ đi ạ. Các chị gái ơi, mình đặt
hàng thì mình vui lòng cho em xin để mã để màu để số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Chị Trang Đoàn ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Ok, em cho chị Bảo Nhung nhá. Thùy Dung ơi, em cho chị rồi đấy các chị ơi, mình comment để đủ giúp em này. Mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em là em tự động em chốt đơn cho các chị nha. Lan Nguyễn ơi, giá bao nhiêu ạ? Chị giá của nó là 150.000 một set chị nha. Chị Hành Đỗ ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Kỷ Niệm Xưa ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Các chị ơi, mình phải comment để đủ giúp em này, mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Quách Hà ơi, giá bao nhiêu chị ơi? Giá 150.000 một set chị ạ. Qua mẫu đi bạn ơi. Hệ thống mất rồi lại. Bao nhiêu vậy em, giá là 150.000 một set nhá. 150.000 một set nhá chị ơi. Váy sau nô đất bao nhiêu ạ? Chị Hiền Phạm ơi, váy sau nô đất em mã là B103, giá là 180.000 chị nhá. Nguyễn Hạnh ơi, giá 150.000 một set chị ạ. Cho mình xem đằng sau là đây, đằng sau đây rất là đẹp luôn này. Đằng sau rất là đẹp luôn các chị nhá. Ok chị Phạm Cúc nha, bộ màu rêu kia bao nhiêu chị Phạm Thoa ơi? Bộ màu rêu này giá là 150.000 một set nhá. 150.000 set các chị ạ. Hải Yến ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Mã B102 nhá. Chị Phạm Cúc ơi, em là 48kg ạ. Kỷ Niệm Xưa ơi, cho em xin số điện thoại và địa chỉ đi ạ. Các chị ơi, mình comment đặt hàng này, mình comment giúp em này đủ này. Mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Em 50kg, 1m66, mặc đẹp chị ơi. Chị Bảo Nhung ơi, chị cao như thế chị no gì ạ? À? Chị mặc rất là đẹp luôn, em đảm bảo luôn. Chị mặc còn đẹp hơn em mặc ấy. Chị Dễ Thương ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Ok, chị Kỷ Niệm Xưa cho số điện thoại địa chỉ nha. Ok, cho đơn cho Hương Trần nhá. Dương Huệ ơi, qua mẫu đi ạ. Một lát nữa em sẽ qua mẫu nha. Bây giờ em bán nốt cái mẫu này đã. B102 chị nhá. Ok, Minh Ảnh ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. B102 cho em xin địa chỉ đi. Các chị ơi, mình nhìn thấy Nguyễn, cái chị mặc bao nhiêu tiền là cái set em đang mặc là 150.000 một set chị nha, mã là B102 ạ. Ok chị Lan Đỗ ơi, cho comment giúp em là B102 chị Lan Đỗ nha. Váy cách mặc bao nhiêu? Váy cách mặc là 180.000 ạ. Đỗ Hường ơi, comment giúp em là B102 nha chị nha. Các chị ơi, các chị phải comment là mã của nó là B102, tránh nhầm với mẫu khác chị nha. Rất dễ nhầm với mẫu khác đấy ạ, comment giúp em là B102 ạ. Minh Ánh ơi, em inbox được cho shop rồi, ok chị nhá. Các chị ơi, mã của nó B102, các chị vui lòng comment đầy đủ địa chỉ mã giúp em nhé các chị nhá. Mã của nó chứ đừng nói là lấy cái mẫu này nhá. Tí nữa thì ngồi cho đơn cho các chị ấy, không biết là các chị lấy cái mã nào đâu. Ok cho đơn Thùy Dung nhá, 42kg mặc rất là xinh đấy chị ạ. Đỗ Tuyền là 1m50 thì mặc như em mặc này. Các chị nhá, các chị comment giúp em này, mã là B102 này, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em này. La La Nguyễn ơi, có mấy màu, có rất là nhiều màu này. B102 có màu vàng chanh này, vàng nghệ này, màu đen, màu cam, màu hồng phấn nhá. Chị Trang Đoàn ơi, cho em chị nhá. Chị Hải Yến ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. 45kg mặc đẹp nha, mít ướt ơi. Cho em xin địa comment là B102 này, hồng phấn này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. B102, hồng phấn, số điện thoại và địa chỉ giúp em này. Cho chị chưa? Ok, em cho chị Kỷ Niệm Xưa nha. Các chị comment đầy đủ mã, màu, số điện thoại và địa chỉ giúp em này. Để em chốt đơn cho các chị nhá. Ok, chốt đơn chị Hồng Vũ ạ. Hồng Đỗ ấy nhỉ. Ok, ok Nguyễn Hạnh nha. Nguyễn Sinh ơi, chị mặc đẹp chị ơi. Chị Nguyễn Sinh 68kg mà không vừa chị ạ. Mít ướt ơi, ok chị nhá. Cam đất canh mặc bao nhiêu chị ơi? Cam đất này là mã B103, 180 chị nhá. 180 chị ạ. Hồng Sen ơi, giá bao nhiêu ạ? Giá của nó 150.000 một set chị nhá. 150.000 một set chị ạ. Màu ok chị Kỷ Niệm Xưa cho chị màu cam à. 55kg 1m62, Xuân Phan ơi, 55kg 1m62 á. Chị mặc rất là đẹp luôn chị nha, comment giúp em này. Mã B102 này, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em này. Hải Yến ơi, ok chị Hải Yến nha, Cầm Tú ơi. Comment giúp em là B102 kèm địa chỉ nữa chị nhá. Các chị ơi, các chị comment giúp em này đầy đủ mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Nguyễn Sinh ơi, chị 68kg thì chị không vừa rồi chị ạ.
Ok, em chốt cho chị Nguyễn Hoàng Thiên Vĩ nhá. Các chị ơi, mình comment đầy đủ của em này. Mã này, màu, số điện thoại và địa chỉ này. Ok, em chốt cho chị Đo Hường nhá. Ok, có bộ váy nào đẹp tuổi 26 đúng đẹp không? Ơ chị ơi, 26 tuổi thì mặc cái bộ này đi. 26 tuổi bằng tuổi của em này. Mặc đi, mặc cái bộ này đi cho đẹp này. Đây ạ, màu hồng phấn này B102 nhân giá 150.000 thôi ạ. Nguyễn Nhi ơi, dưới 60kg mà đẹp nha chị nha, dưới 60kg là đẹp ạ. Bao nhiêu tiền một bộ? Đỗ Niêu ơi, bao nhiêu tiền một bộ? Giá 150.000 một bộ, mã là B102 ạ. Bộ đen ở sau bao nhiêu? Bộ đen nó xanh rêu và màu cam đất mà chị ơi, xanh rêu cam đất làm gì có màu đen nào ạ? À 68, chỉ 63kg, nếu mà 1m68, eo 68 mà chắc có khi mặc được. Xuân Phan ơi, cho em xin thêm địa chỉ đi chị ạ. Chị ơi, cho em xin địa chỉ nha. Chị Anh Dầu ơi, cho em xin, ok cho đơn chị Anh Dầu nha. Bùi Thị Thắm ơi, váy 62kg cơ 1m6 à. Đây, 62kg 1m6, chị mặc vừa cái này đi ạ. Có màu gì vậy em? Chị Hương Trần ơi, có màu hồng này, màu đen này, màu vàng nghệ này, màu vàng chanh này, màu cam chị nhá. Chị Hương Trần nhá, màu nào cũng rất đẹp luôn chị ạ. Mã là B102 này, 150.000 một set chị nhá. 150.000 một set ạ. B102, 150.000 một set nhá. Bộ sau lưng em là B Lam Võ ơi, bộ sau lưng em là B100 giá là 180.000 nhá. Chị nha, 180.000 ạ, 180.000 chị nha. Các chị ơi, các chị đặt hàng là chị comment này đủ giúp em này. Mã là B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Hành Đỗ ơi, chốt cho chị chưa em, chị Hành Đỗ em chốt cho chị rồi đấy các chị ạ. Mình comment giúp em này đủ nhá. Mã này B102 này, kèm màu này, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Để em gửi hàng đơn, gửi đơn cho các chị nhá. Đây là rất là đẹp luôn ạ, cái set này rất là đẹp luôn này. Cả một set này giá của nó chỉ có 150.000 thôi các chị ạ. Đỗ Hồng Mây, ok, B102 này, kèm màu, kèm số điện thoại để chỉ giúp em nhá. Váy màu cam đất đằng sau có màu khác. Có màu khác chị ơi, có màu đen và màu đỏ bã trầu ấy. Ok, cho chị Xuân Phạm nha các chị nhá. Các chị ơi, mình comment này đủ rồi em này. Mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. 55kg cao 1m6 vừa, chị Hương Trần ơi, chị dáng đẹp thế thì chị mặc rất là đẹp luôn. Đẹp có khi đẹp hơn cả em ấy. Ship ngoại thành là 30.000, khoảng 2-3 ngày nhận được hàng nhá. Ok, em chúc chị Lan Đỗ, các chị ơi, mình comment này đủ này. Mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Em chúc chị Lan Đỗ rồi ạ, đây rất là đẹp luôn này. Váy cam đất bao nhiêu tiền, chị Huyền Trần lên mã của nó là B100, giá 180.000 nha. Còn cái set em đang mặc lại là B102 nha các chị nha. Váy em đang mặc mã giá bao nhiêu, Trần Thanh ơi. Váy đang mặc mã là B102 này, giá là 150.000 một set nha chị nha. Đây set váy là set váy rời với chị ạ. Đây ạ, rời nha chị nha. Rời nha chị nha, mình có thể mặc cái quần legging cũng được. Bộ đen sau nhiêu vậy chị Thanh Nhung Nguyễn ơi, bộ đen sau bao nhiêu ạ? Bộ này là bộ xanh rêu, giá 150.000 một set nha. Mã là B102 ạ.